thể mất một khoảng thời gian trước khi ô tô bay vào nhà bạn, nhưng việc bay vòng ở các đường đua công thức 1 có thể xảy ra khá sớm. Taxi, máy bay, ô tô bay giống như máy bay không người lái cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, VTOL, đã xuất hiện tại các triển lãm xe trong nhiều năm. Cadillac thậm chí còn trưng bày một chiếc vào năm 2021. Nhưng hầu hết các chuyên gia không mong đợi chiếc taxi hàng không đầu tiên sẽ được chứng nhận để sử dụng sớm nhất cho đến năm 2024. Tại C2022, công ty khởi nghiệp MACA của Pháp đã công bố kế hoạch sản xuất ca-copter chạy bằng pin nhiên liệu hydro VTOL, như cách gọi của họ trước đó. Làm thế nào để họ hy vọng có thể vượt qua ranh giới chứng nhận của chính phủ? Bằng cách bay thấp và hạn chế bay vào vùng trời ngay phía trên đường đua công thức 1. MACAS-11 ra đời tại Airbus, hãng máy bay khổng lồ của châu Âu. Airbus có một ủy ban đổi mới, đã chọn khái niệm S-11 để phát triển thêm trong số 250 dự án được trình bày ở độ tuổi thanh thiếu niên 20. Airbus Helicopter R và D sau đó đã phát triển dự án Ca-copter trong 3 năm, với đỉnh điểm là chuyến bay của một nguyên mẫu đang hoạt động vào năm 2019. Sau đó vào tháng 11 năm 2020, công ty khởi nghiệp MACA đã được tách ra để thương mại hóa dự án, được điều hành bởi những người sáng lập Thierry de Boisvilliers và Michael Krolak. Cả hai đều là cựu chiến binh của Airbus Helicopter, và de Boisvilliers là một phi công máy bay chiến đấu đã nghỉ hưu. Đó là ý tưởng của họ để phát triển một loạt xe đua cho ca-copter S-11 của họ. Thông số và thống kê của MACAS-11 ca-copter khung máy bay của tay đua được tạo thành chủ yếu từ sợi carbon, vải lanh, sợi lanh và vật liệu tổng hợp gỗ giúp giữ cho tổng trọng lượng của chiếc xe dài 23 foot dưới 600 kg, 1.322 cân Anh, và có thể tái chế 80% khi hết thời gian sử dụng. Nó được giữ trên cao và được đẩy bằng 3 cặp cánh quạt đối trọng có độ ồn thấp. Chúng được hiển thị với 3 lưỡi độc lập, nhưng các đại diện cho rằng cuối cùng họ có thể sử dụng các vòng an toàn xung quanh bên ngoài để ngăn chặn bất cứ thứ gì họ có thể tiếp xúc. Mỗi cánh quạt trong số 6 cánh quạt được cung cấp bởi một động cơ điện 35 kW 47 mã lực với tổng công suất đầu ra là 268 mã lực. MACA tuyên bố tốc độ tối đa là 155 dặm một giờ. Người đồng sáng lập Thierry de Boisvilliers tính toán rằng mang theo một phi công nặng 175 pound, phạm vi hoặc thời gian bay của nguyên mẫu thứ hai sẽ đạt tới 35 phút nhưng không ở tốc độ tối đa. Năng lượng hydro điện để làm quay các rotor đến từ một pin nhiên liệu trên tàu được cung cấp bởi một bình hydro sợi carbon nặng 40 kg, có thể được nạp đầy lại trong vài phút. Sẽ mất một bộ pin lithium sinh 150 đến 200 kg để tương đương với khả năng lưu trữ năng lượng của thiết lập này, sau đó sẽ cần nhiều thời gian hơn để sạc lại. Tại sao nên đua xe công thức không quy định đối với những thứ bay được là một cơn ác mộng để điều hướng? Ví dụ, chúng tôi đã đề cập đến việc ra mắt máy bay có thể đường bộ Terrafuga Transition tại triển lãm New York 2012, và nó vẫn chưa được bán. Giao hàng bằng máy bay không người lái thương mại đã được phê duyệt vào năm 2015, tuy nhiên các dịch vụ của UPS Fly Forward và Amazon Prime Air vẫn còn rất hạn chế. Nhưng bằng cách thiết lập trần bay thấp cho MACAS-11 10 đến 12 feet và giới hạn mình trong vùng trời phía trên các đường đua công thức một tư nhân trên thế giới, Monaco có thể không hoạt động. MACA hy vọng sẽ vượt qua một số băng đỏ. Những người sáng lập đã hình thành nên S-11 với tính năng đua xe công thức và họ đã chuẩn bị để thiết kế các quy định về đua xe, yêu cầu của người lái và toàn bộ hệ sinh thái mà một cuộc đua tính năng đặc biệt như vậy sẽ đòi hỏi phải có. Hãy đối mặt với nó. Trong những giai đoạn mà một đội thống trị mùa giải công thức 1 và hầu hết các lần vượt qua xảy ra trong hố, một cuộc đua đặc trưng của các tay đua VTOL bay thực sự có thể làm mọi thứ trở nên sôi động.
Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.